Đúng là em có duyên thiệt đó nghe quý khách. Em công nhận em là có duyên lắm đó. Bài ngang là 27, con là hình vuông, điều 27 luôn. Có duyên quý khách biết sao có duyên không? Những em đẹp lại bị hơi bị lỗi à, nó vô duyên. Thằng này nặng à, ký 2 nè. Cái đồng hồ ký 3 luôn á. Đồng hồ mà nặng ký 3. Công nhận con này đẹp thiệt là đẹp quý khách ơi. Gỗ gì mà nó bóng hới nè. Em zoom lên cho quý khách xem nè. Bóng hới luôn, nó nặng, nó đẹp. Mà giá sao con 150.000 vậy chàng. Kiến nha, mặt này mặt kiến. Không bởi mẻ, không găng nứt, nguyên zin. Nhưng mà có giá 150.000. Lý do là em không có pin, em không thử, nó hư rồi. Nè, đó. Không có pin nha. Không có pin này em cũng làm biến tháo cái coi luôn nữa. Khử khử hỏi bung luôn khoan nè, ngoại hình đẹp hết nè. Có chỗ này là hơi bung bung chỗ này miếng. Nè. Con này là thật sự cam kết quý khách là chưa thử luôn á. Em cũng không mua pin luôn. Rồi đó, nó nè. Đầm lâm nút hết trơn, tè le hết trơn, da băng ha. Đẹp cực kỳ ha, hình nó đúng đồng hồ để gì nè. Đẹp dữ lắm, đẹp quý khách ơi. Da băng mai ve. Cái đồ sắc sảo của ta nè ha. Rồi, nói chung là em bán mù. Quý khách nào mà nhắm có khả năng sửa, xài nghiêm cứu hay trưng bày đẹp, chơi hay là lấy đồ gì đó thì liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480 ha. Rồi một lần nữa em xin chân thành cảm ơn tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua. Và em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.